là một cái hình đầu lâu nha. Hình đầu lâu dễ thương lắm nha. Đây, đầu lâu có cái răng vàng đang há miệng ra. Rồi, hello các anh chị em và các bạn. Chị Nhân đang ở phường 4B nha, ở 115 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh. Và trên tay Nhân hiện tại đang cầm một cái nón full face rất là hot ở thời điểm hiện tại, và cũng là dòng cao cấp nhất trong bảng thương mại có mặt tại Việt Nam. Đó là KYT NFR. Có một bảng cao hơn là NXR, nhưng mà bảng đó thì mình phải nhập về đó. Thì NFR là cái bảng thương mại, bảng phổ thông cho thị trường Việt Nam. Thì nó sẽ có những cái gì mà tại sao hôm nay Nhân sẽ review này cho mọi người. Và Nhân sẽ nói sau đây nha. Đây là một trong những cái nón mà đang được các bạn trẻ và đang được cái cộng đồng hacker săn đón trong cái thời điểm hiện tại, bởi vì nó đang lên. Nón KYT thì được dùng trong các cái giải đua như là Moto 3 nè, Moto 2 nè, và hình như là MotoGP cũng có nữa. Nó thuộc chuẩn đua xe rồi. Nó có khóa D-ring nè. Bởi những cái nói là một clip về khóa D-ring rồi đó. Thì nó có loại hai loại khóa là khóa cài và khóa D-ring. Thì riêng với cái dòng nón NFR và NXR thì nó chỉ có một cái loại khóa là khóa D-ring thôi. Nó sẽ có những cái gì nha. Đây, bây giờ mình sẽ soi từng cái cho các bạn coi nha. Thì đầu tiên là cái nón NFR này, nó phù hợp với các anh em mình đi tour, cho nên nó mới được các anh em trong cộng đồng chơi xe thương mại sang đó là gì đó. Bởi vì sao? Nó hai kính ở ngoài, trong kính nè, trong kính đây, một kính đen và một kính trắng ở ngoài. Thì đây là combo kính mà Nhân rất là thích và cũng rất là hữu dụng, bởi vì kính đen này nó không có quá đen, nó tầm mình có thể đi nếu mà nó tầm cái kính kính kiểu kính trắng gương á, nhưng mà nó cái độ tối nó khoảng chừng 70% thôi, nó cho phép mình đi buổi tối một chút xíu, nhưng mà nó có kính ngoài mặt cho nên mình kính này nó mát vừa phải. Thì có một kính đen bên trong để mình đi nắng buổi trưa, và có một kính bên ngoài để mình che gió và mình có thể đi buổi tối, hoặc là trời mưa thì mình bật kính trong lên, không bằng một cái lẫy này nè. Rồi nè, mình làm lại nha. Rồi, kính trong á nó được mở sau bật lẫy nè, cái nút này các bạn thấy không, có cái nút này. Rồi mình kéo lên, rồi kính nó bật lên đó. Rồi mình kéo mạnh xuống, nó có cái khớp, qua cái khớp nó sẽ nhảy, rồi đó ha. Rồi thì mình kéo lên nó sẽ tới cái khớp ăn lại, dính lại. Rồi bật xuống nha, hai kính. Rồi, hai kính rất là tiện cho các anh em đi tour luôn, bởi vì mình có thể đi được buổi trưa nè, buổi tối nè, và khi trời mưa nữa. Thì mình đâu biết được là mình đi lúc mấy giờ đúng không, nhiều khi mình xuất phát đâu lúc chừng 2-3 giờ sáng thì có trời tới thui à, thì mình sẽ dùng cái kính trong bên ngoài. Rồi khi mà tới chừng đâu chừng 9-10 giờ, 1-12 giờ trưa á, đi lỗ khoảng tới 4-5 giờ chiều á, thì mình bật cái kính đen ở trong vô cho nó mát. Thì Nhân rất là thích cái dòng nón này, bởi vì nó có hai kính và nó cho phép mình đi được cả ban ngày lẫn đêm. Và đặc biệt là nón này các bạn thấy gì không? Đây, cái nút. Thì với những cái nón mà có cái nút như vậy, có một cái con ốc ở đây, tức là cái kính nó cho phép mình gắn pin lock. Gắn pin lock á. Nè, nó sẽ không gắn pin lock để ngoài nè, cái nút này. Thì với cái nút này mình sẽ gắn được con pin lock ở trong. Để làm chi? Để chống động hơi thở của mình á, khi mà các bạn đi qua những cái vùng lạnh, hoặc là đi buổi tối, hoặc là đi trời mưa. Nếu là trời mưa thì bên ngoài nó lạnh, bên trong nó nóng, thì cái nguyên tắc mà chỗ nào mà cái nhiệt độ ẩm, cái nhiệt độ nó cao hơn mà nó ẩm hơn thì sẽ động hơi xương lại, thì cái hơi thở mình nó thở ra nó sẽ bị nóng và nó sẽ động hơi xương chỗ cái kính này nè, thì các bạn sẽ không thấy được. Thì với cái việc mà động hơi xương vậy thì các bạn gắn pin lock vào nó sẽ triệt tiêu gần như là tới 90% luôn đó. Cho nên với một cái kính, với một cái nón mà nó cho phép mình gắn pin lock là cực kỳ hiệu quả luôn nha. Rồi, hiện tại thì mình đang cầm trên tay là cái bảng. Rồi, với cái nón này thì mình sẽ có khóa D-ring nãy mình có nói rồi ha. Rồi, nó có một cái hai cọng dây mở bên ngoài nè, các bạn thấy nó để chữ emergency không? Emergency tức là khẩn cấp. Thì khẩn cấp tức là sao? Thì khi mà có tình huống nguy hiểm xảy ra thì các bạn sẽ cầm hai cọng dây màu đỏ này nè. Đây, tức là sao? Khi mà cái người đội cái nón này á mà đã bất tỉnh rồi á, thì các bạn, cái người mà lợi cấp cứu á, sẽ không có rút cái nón được, bởi vì rất là khó rút cái nón ra khi mà cái người ta bị chấn thương ở cổ. Thì các bạn chỉ việc là thọt vô hai cái tay vô cái lỗ này. Đấy, thấy hai lỗ không nè? Bạn thấy lỗ nè. Đó, mình thọt tay vào đây, mình thọt cái trên xuống nè. Rồi, thọt tay vào đây nha. Rồi, rút ra. Bật. Đó. Nè, mình rút ra nè. Thì nó sẽ cho phép mình rút cái miếng mút này ra.
cũng toàn bộ miếng mút, cái mút mút mình để mình mát cái người bị nạn á, và mình sẽ nó cái nón nó sẽ nhả ra và mình sẽ dỡ nó ra ngoài được nhẹ nhàng mà không ảnh hưởng tới cái phần cổ đó. Làm trang bị luôn cái phần cái phần tháo khẩn cấp để cho cái người sơ cứu người ta hỗ trợ. Rồi đây là một cái chức năng của cái nón KBT, gần như là trên những cái nón cao cấp mình đều thấy. Hôm bữa cái nón mình review cái nón lỡ than carbon cũng có luôn nha. Rồi và những thứ gì nữa nè, mình có một cái hốc gió trên miệng nè để nó đẩy hơi ra ngoài đó, không cho động hơi vô kính đó. Các bạn đẩy lên cái chữ KYT nè ha, các bạn đẩy lên, đẩy mạnh lên đó, nó sẽ che lại. Các bạn kéo xuống, đẩy lên, kéo xuống đó. Thì nó sẽ cho cái hơi vào, cái luồng gió lùa vào để đẩy bớt cái hơi xương động nhìn kính đi nếu mà mình thở ra, và nó không có cho cái nhiệt độ ẩm nó tồn động ở trên cái mặt kính thì nó sẽ không bị động hơi được kính. Còn khi mà các bạn không dùng vào trời mưa, các bạn đẩy lên là nó kính mít thôi, nước mưa không lọt vào, và thậm chí là nhân đi nhân để luôn đó, bởi vì nó cũng có chỗ thoát nước này, bố trí một chỗ nó nước ra ngoài, nó không có lọt được nhiều đâu. Trên đầu thì các bạn sẽ có hai cái lỗ gió hai bên nè, chỗ màu đen đen nè, cho các bạn mà mở lên nè, kéo xuống là đẩy. Còn lùa về sau là nó sẽ mở hai cái lỗ gió này ra, hai hốc gió này ra để cho gió nó đẩy vào để giải nhiệt ở trên cái phần đỉnh đầu của mình đó. Và thì khi mà gió vào thì cũng sẽ có lỗ gió ra luôn đây phía sau lưng này đó. Thì cái hơi nóng nó sẽ thạt, nó sẽ đi theo hướng này, nó nhả ra ngoài, thì cái gió sẽ đi theo cái lỗ gió này và tạt xuống đây và giải nhiệt ra cho cái đầu mình đó. Cho nên với những cái nón mà các bạn thấy như vậy nè, những cái nón 3/4 thì không có chức năng giải nhiệt này. Những nón 3/4 classic, những nón tròn vo ngày xưa thì sẽ không có chức năng này. Còn với những nón mà sau này thì nó sẽ có chức năng lỗ gió thoát nhiệt. Cho nên là những anh chị em mà mình chưa chơi nón full face á, thì mọi người thắc mắc là đổi nón này có nóng hay không, thì Nhân sẽ trả lời là như vậy nè. Khi các bạn đậu tại chỗ thì sẽ nóng, bởi vì nón nào cũng vậy thôi, nó 1/2 cũng vậy. Bạn đậu tại chỗ là nó kín mít á, tức là cái hơi nó không thoát được, không có gió vào thì nó sẽ nóng. Thì nón full face, nón 3/4 cũng vậy. Còn khi các bạn chạy có gió lùa vào những cái khe gió này thì nó sẽ tản nhiệt cho đầu mình, và nón full face nó sẽ mát nha. Nó mát bởi vì nó có bố trí lỗ gió, nó mát nhưng mà nó không được như nón 1/2 thôi, tại vì cái mặt trần mình nó sẽ mát hơn là mình có cái gì đó nó che lại. Nhưng mà nó mát ở mức độ là nó cho phép mình đủ thoải mái để mình hoạt động, mình tiếp tục chạy xe, mình xử lý cái tình huống trên đường đó. Còn mà khi các bạn đổi 1/2 thì cái gió lùa lỗ tai nè, rồi các bạn phân tâm thì nó đủ mát là được rồi, giải nhiệt cho đầu mình để mình tỉnh táo là được rồi ha. Rồi trên cái nón này thì nó có phần đuôi gió sau lưng nè. Ý, đuôi gió này thì có phần đuôi gió độ nữa, nó dài tới đây nè, nhưng mà mình không thích cái đuôi gió độ đâu, bởi vì nó dài lắm, nó cồng kềnh lắm, cũng không có chức năng gì nhiều. Bao nhiêu đây là nó đủ cắt gió rồi. Cái đuôi này nó giúp cho cái nón mình đội á, nó sẽ ổn định hơn. Là sao? Khi mà gió nó lùa theo hướng này nè, hôm bữa mình có nói đó, gió lùa theo đây, từ đây tạt vào đây, nó lùa ra sau lưng thì tới đây nè, nó sẽ cắt gió ra, tức là gió từ đây theo hướng này cắt thẳng xuống dưới luôn, chứ không bị hiện tượng là nếu mà cái này bo tròn nha thì nó sẽ bị hiện tượng như nè, gió xuống đây nó quặn ở đây rồi mới thoát ra ngoài. Thì khi mà nó quặn vậy nó sẽ làm hiện tượng như nè, nó sẽ giật cái nón mình. Khi các bạn chạy tốc độ cao tầm trên 100 là bị rồi nha. Ngày xưa Nhân đổi rất là nhiều cái loại nón mà không có cái đuôi gió này, nón 3/4 có, nón full face rẻ tiền có. Nhưng mà cái nón đầu tiên Nhân đổi là đã có cái phần đuôi gió nó mà thiết kế bị không có đúng á, nhưng mà cũng có tác dụng nha. Còn với những cái nón mà nó thiết kế với một cái hình dáng chế động học thế này thì nó sẽ triệt tiêu gần như là hoàn toàn cái hiện tượng gió lùa qua và nó quặn xuống luôn, nên là rung lắc nó mà. Thì cái nón khi các bạn chạy tốc độ cao nó ổn định, nó không bị rung lắc như vậy. Đây là tác dụng của đuôi gió, cho nên là các bạn hạn chế tháo đuôi gió nha. Có thể gắn thêm nhưng mà không khuyến khích gắn thêm, còn tháo thì không nên. Đấy, bởi vì nó chừa là cái phần khí động học cho cái nón. Cái nón mà mình thiết kế ra là có công dụng đó chứ không có đâu. Cho nên là các bạn đừng có độ chế cái gì mà nó mặc khi mình chưa biết. Rồi nón này là một cái hình đầu lâu nha. Hình đầu lâu dễ thương lắm nha. Đây đầu lâu có cái răng vàng đang há miệng ra. Đầu lâu nè, xương sọ nứt nè, hai con mắt nè, dữ không? Ngầu chưa đó, cái xương nó nứt nè. À hình như cái này là nón kiểu như One Piece hay sao hết nè, đầu lâu, à kiểu nón hai tập, có một cái dải băng ngang nè, các bạn thấy không? Màu đỏ là cái dải băng ngang nè đó, rồi cái nơ buộc sau lưng nè, rồi hai con mắt nè, rồi phần còn lại là xương sọ, và cái này là cái hàm răng.
Món này anh em nào mà mê, ngày xưa mình có coi phim One Piece, phim Luffy á, vua hải tặc á, đảo hải tặc gì đó, tức là tùy theo cái tên mà gọi, thì mình rất là thích những cái kiểu mà nó như vậy nè. Đó, nhìn mạnh bạo lắm nha. Bạn nào mà thích coi phim giống như mình ngày xưa đó là cực kỳ thích nó luôn. Mình thích một cái giả băng màu xanh hơn, bởi vì mạng mình mạng thủy, mà đỏ thì cũng được. Ai cho thì chơi thôi. Và tự nhiên có một bạn mà mua cái đó này tặng mình thì mình cũng chơi thôi, không có ý kiến nhiều. Nhưng mà nếu được lựa chọn, mình sẽ chọn màu xanh hợp mạng mình, hoặc là mình chọn màu đen, màu xám đó hợp mạng thủy, bên kim sinh thủy, hoặc màu vàng cũng được, nhưng mà mình không thích màu vàng lắm thôi, cho nên là lấy màu xanh để cho nó chắc. Rồi, các bạn nhớ nha, nón này là nón mẫu NFR nha, NFR nha, đây nè, NFR nè, đó. Thì các bạn phân biệt với những cái mẫu nón khác, bởi vì còn cái mẫu là Venom nè, còn cái mẫu là Falcon nè, mình sẽ review những cái mẫu đó sau, thì nó sẽ khác biệt gì với cái nón này. Thì với cái mẫu NFR, tức là cái mẫu mà bản thương mại cao nhất đang bán hiện tại ở Việt Nam, thì các bạn sẽ có những cái chức năng thế này. Còn những cái nón mà thấp cấp hơn thì nó sẽ thiếu một số chức năng, và nó sẽ có một cái form nó hơi khác một xíu. Thì mình sẽ review với những cái form đó cho các bạn sao. Bởi vì với những cái nón mà nó được thiết kế cho gần như là mình có thể đi sport, là cái tầm nhìn nó cao lên nhìn đó. Còn những nón kia thì tầm nhìn nó thấp xuống đây, thì các bạn chỉ có thể ngồi thôi, chứ không có núp gió được như vậy đó. Bởi vì núp gió thì cái nón nó che mất ở đây rồi đó. Thì các bạn phải cần lựa một cái nón nào mà có tầm nhìn trên nó cao hơn, và cái nón này cho phép các bạn có tầm nhìn cao, bản cao nhất. Bởi vì cái NFR này thì theo mình biết nha, là nó phát triển từ nón NXR, tức là bản cao nhất, bản đua ở Moto 3 đó, Moto 3, Moto 2 đó. Và Nhân cũng đang có một cái nhà luôn, và Phong cũng đang có một cái luôn. Thì cái bản đó là dùng để đua, dùng để đua nha. Honda Việt Nam đang tài trợ nón đó cho các tay đua Việt Nam đua trong giải VMDC đó. Thì nó sẽ có tầm nhìn cao như vậy nè. Khi mà các bạn đua, các bạn cần nút gió, và các bạn có thể thấy được tất cả mọi thứ phía trước đó. Và cái nón NFR này là cái nón thương mại phát triển trên cái nón đua, dùng chung kính luôn nha. Cái kính bên ngoài này nè, cái kính bên ngoài này là NFR và NXR NXR nó dùng chung luôn. Tại vì hôm trước có một anh học viên mình mua cái nón NXR, và anh đang dùng kính đen, anh dùng kính đen, anh chuyển qua dùng kính trong, thì không có cái kính trong của NXR mà phải mua kính của NFR, tức là của cái nón này nè, bỏ qua gắn vừa y luôn đó. Tức là hai cái nón, một cái nón đua, một cái nón thương mại dùng chung kính, thì tức là, và mình thấy cùng cái form luôn đó, thì tức là hai cái nón này nó gần như là phát triển trên cùng một cái mẫu cái thành bên ngoài, chỉ mỗi một cái là cái kia một kính, cái này hai kính vậy thôi đó. Cho nên cái nón này mà đi sport là sướng lắm nha. Nhẹ. Nón này là mình coi bao nhiêu ký nha. Cái nón này có một không, cái nón kia chứ, cái nón NXR mới có bản carbon, còn cái nón NFR này chỉ là bản nhựa thôi. Tại vì bản carbon nó tới 8 triệu mấy lần, tầm mấy gần 9 triệu lần đâu, tầm giá đó. Cái này thì đâu khoảng chắc 1.3, không thể để, không có để ký rồi, nhưng mà cũng nhẹ, tức là nón này nhẹ, nó nằm ở cái tầm nón phổ thông, coi như đây ký là hợp lý rồi, đừng có nặng hơn. Còn đi cái nón này thì nó nhẹ nha, nó nhẹ tay à, gọi vào thì nó, tức là đa phần các nón đều nặng không bao nhiêu đây, 1.3, 1.350, dao động 50g rồi. Thêm một cái nữa, hồi nãy mình mới mò được nè, nón này nó hay lắm nha. Mới đầu mình tưởng là nó phải tháo hết cái mút ra thì nó mới giặt được, nhưng mà không, trên đầu nè nó cho các bạn tháo một cái đoạn mút lót nè đó, bên đây hai cúc nè, tháo hai cúc này ra đó, bên đây cái nữa, hai cái rồi các bạn tháo ra rồi, cái này tự giặt ở nhà được. Tháo miếng mút này ra nè, rồi các bạn sẽ đem giặt vũ bình thường, giặt như một miếng vải bình thường đó, lót trong này. Chà, hồi tháo rồi anh trực cắn lời cực chết rồi. Tôi mò tháo rồi, mình đã tháo hai nút trên thì chưa tháo sau lưng đó. Tức là nè, các bạn có thể tháo được cái miếng này rút ra thôi nè, tức là nè, nó tháo được ra cái phần đầu á, tháo được ra này rồi, các bạn tháo này ra rồi, hai miếng bên hông nè, hồi nãy chúng mình giật cái khóa phòng cấp đó, tháo được luôn rồi. Thì là cái gì, một cái ở phía trên, một cái hai má là hết rồi, đâu còn gì đâu. Thì các bạn tháo ra, các bạn giặt giặt sạch phơi khô, sau các bạn gắn lại. Thì cái nón này nó cho phép mình tháo mút ra giặt, cho nên rất là tiện nha.
một số bạn hỏi là nón full face mà đội dơ thì sao, mà bị hôi thì sao, thì tháo giặt thôi, có gì đó. Cái này nè, cái này nó dính mồ hôi nè. Còn cái phần lót, cái phần trong này là cao su, cái phần này là mút, nó có đâu liên quan tới mồ hôi mình đâu, mà nó không, nó dính vô nó dơ đó. Thì các bạn giặt 20 mút hai bên, rồi cái phần mút lót trên đầu là xong, thơm phức bỏ vô xả tiếp đó. Full face tiện lắm nha, người ta thiết kế cho mình được được quyền giặt vũ luôn. À, cái nón của Nhơn đang dùng là thì không có tháo được, cho nên là hơi bất tiện, cho nên là các bạn chọn nó KVT đi, tháo được sướng lắm đó nè, nói tự giặt được luôn, khỏi mà còn phải đem ra tiệm. Còn nếu không biết chỗ giặt thì đưa cho Nhơn, Nhơn giặt cho, chuyện gì Nhơn cũng lo được á. Ok rồi. Một số bạn hỏi thì cái kính này thay làm sao, thì Nhơn chỉ luôn nè. Trên tất cả các nón nó đều có cái cấu trúc cho mình thay kính, và tùy mỗi cái nón thì mỗi cấu trúc khác nhau. Thì với nón KVT này á, mình sẽ có một cái lẫy này nè, các bạn thấy không, kéo xuống nè, đây là đó, kéo xuống. Thì khi các bạn kéo xuống, cái kính nó sẽ hở ra một cái đoạn nhỏ ở trên cái mặt, cái máu kính này, và các bạn đẩy nó ra đó. Nó có hai máu để mà mình tháo ra nè, một cái máu trước, một cái máu sau. Thì các bạn đẩy cái phần cái lẫy này xuống, thì cái máu trước nó nhảy ra, thì các bạn chỉ việc là dỡ máu trước ra thì tự rút được máu sau luôn. Bây giờ mình tháo ra coi nha, hai bên là giống nhau nha. Cái kính bên trong thì không tháo được, kính ngoài tháo vô tư nha, cho nên là hạn chế các bạn chạm tay vào kính bên trong thì nó sẽ không có dơ kính trong, tại kính trong thì khó vệ sinh xíu. Ra rồi nè, đó hai cái lẫy nè, một cái lẫy trước nè, các bạn thấy cái lẫy tròn 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 không tính này nè, cái này một cái lẫy trước, một cái lẫy sau. Thì khi mà mình đẩy vào á thì cái chỗ này nè nó sẽ lộ ra cái lẫy trước, và bạn rút lẫy trước thì sẽ rút được cả lẫy sau, thì tháo được những kính và thay kính khác vô. Còn khi gắn vào thì chỉ việc là bấm một cái lẫy sau vào xong đẩy lẫy trước được thôi nè. Mở hết lên trên nha, mở hết lên trên cùng luôn, tới nấc mà nó cao nhất luôn. Rồi đẩy vô, đẩy vô. Rồi kéo cái này cho nó nhẹ, đừng có gãy. Vô. Rồi, một bên. Thật ra thì không cần đẩy cái lẫy vẫn có thể vào được đó. Nhưng mà của bền tay người, cho nên là kéo lẫy xuống đi cho nó bền đó, xong rồi. Rồi ok. Rồi còn cái kính quên. Thì với những cái kính cái nón cũ á, thì cái phần bát bên trong này nè, nguyên cái bộ bát mà cái bao gồm cái lẫy của mình á, thì nó có thể bị hư. Thì nếu các bạn bị hư, các bạn có thể mang đến shop Phượng của B để có bán rời cái lẫy, cái phần cái bát này, nguyên cái bát hai bên luôn, một bộ bên trái và bên phải. Thì đâu đó mấy trăm ngàn, nhưng mà gắn vô cũng rẻ, tháo ra thay cái mới thôi. Thì hôm bữa mình có bị hư một cái nón LH2, nó gãy một bên, gãy mất luôn, và một bên còn nguyên. Thì mình đem qua cho anh Trực lấy cái mẫu dây ràng và gắn vô cho mình là xong. Có đợt đó nhiêu, có 200 ngàn, rẻ lắm, cho nên là hư thì mình thay thôi. Kính thì cũng có, anh Trực có bán kính rời luôn, có bán kính ngoài rời, có bán bát này rời, rồi có bán mút này rời luôn. Các bạn có thể đổi được size nữa nha. Một số nón nó sẽ có nhiều size, ví dụ nha, cái nón này mình đang cầm là sẽ XL nè, thì các bạn có thể thay xuống mút của L nè, hoặc là thay lên mút của 2XL nếu mà cái vỏ nón bên ngoài nó cùng, nó giống nhau. Còn với những cái vỏ nón ví dụ như size S đi, size S thì có thể cái nón KVT này nó dùng chung một cái vỏ bên ngoài, nhưng mà có thể một số cái nón khác nó sẽ làm cái foam bên ngoài, nó cái phần nhựa nè nó nhỏ lại thì nó không dùng chung mút được. Còn những cái nón mà nó cùng cái size foam bên ngoài thì nó có thể dùng chung mút được. Thì các bạn thay mút là nó đổi được cái size mình rộng hơn hoặc là nhỏ hơn xíu, mà mút này có bán rời luôn nha. Đó, cứ liên hệ qua bên anh Trực bên Phượng 4B tại 115 Nguyễn Hữu Cảnh. Rồi hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại.